Tại sao áo da thật lại khiến cho nam giới trở nên hấp dẫn hơn? Hãy cùng FTT Laser tìm hiểu. Điều đầu tiên, áo khoác da mang lại cho người mặc cảm giác dẻo dai, năng lực sắc sảo, ngay cả khi nó là một kiểu áo khoác rất trơn và tinh tế. Thật khó có được cảm giác như vậy ở một loại áo khoác thông thường. Lý do thứ hai là hình ảnh của áo da thật trên các MV ca nhạc và phim ảnh. Những chàng trai mặc áo da thường khơi gợi lên thái độ, phong cách, sự thú vị, đẳng cấp, độc đáo, sự dung cảm của những chàng bad boy. Rất dễ để liên tưởng những cảm xúc đó đối với những nam giới mặc áo da. Hãy thử xem những chàng trai mặc áo da như là David Beckham, Marlon Brando, Ben Affleck, Robert Downey, Brad Cooper. Tất cả những người nổi tiếng này càng làm cho các chị em say đắm bởi những chiếc áo da thật mà họ đang mặc. Và điều thứ ba là văn hóa nhạc rock. Trong thời kỳ hoàng kim, các anh em có thể thấy các ban nhạc rock đều có các sản phẩm áo da của riêng mình. Mà anh em biết đấy, ban nhạc rock đều khiến cho chị em thổn thức, đặc biệt là văn hóa rock còn gắn liền với áo da nữa. Trên đây là lý giải của mình để giải thích tại sao các chị em thường bị thổn thức bởi những chàng trai mặc áo da. Vậy thì anh em đã có áo da chưa? Hãy truy cập ngay website của FTT Laser nha. FTT Laser, áo da thật hàng đầu Việt Nam.